Xin chào các bác. Hôm nay shop Sơn Gia Ban sẽ giới thiệu cho các bác một em đồng hồ Master của Nhật. Em này được sản xuất tại Nhật. Em này đặc sắc là máy 400 ngày, tức là cỡ 1 năm lên cóp 1 lần. Em này thì rất là độc đáo nha các bác nhé. Độc đáo cái mặt số này. Mặt số làm theo kiểu Atmos này, đồng hồ vĩnh cửu. Mặt màu xanh, mặt kim loại. Được tráng màu xanh, nhìn trông rất là sâu hình. Các bác nhìn nổi cái kim lần ở trên cái nền màu đen hoặc cái màu xanh ấy, thì các bác nổi dễ xem. Từ họa tiết bốn cái quả lắc nha các bác nhá. Lẫn bốn cái cột của nó cũng là được cải cái màu là màu xanh đen. Nhìn rất là nổi bật, nằm trên cái nền vàng. Cái vỏ đồng hồ này thì bằng bằng đồng nha các bác nhá. Thân thì bằng kim loại nhôm phay mạ vàng, rất là nặng. Đây, em này bác bê rất là nặng tay. Kích thước của em này, đó cho các bác, kích thước của em này là ngang là 30, cao tầm khoảng tầm 34. Hình dạng như là một cái dạng hình lục giác, nhìn rất là cá tính. Ở đằng trước các bác nhé, đằng trước này thì có một cái khóa, đây là khóa lắc. Khi các bác di chuyển thì các bác gạt cái cần lắc này sang bên hết sang bên phải như thế này thì lắc sẽ không lắc nữa. Khóa cái bộ phận lắc lại để các bác di chuyển thì nó mới an toàn được. Các bác nhớ khi di chuyển nhớ phải khóa cái khóa này vào. Đây, mở ra thì đồng hồ lại chạy. Đây, mở thân máy ra cho các bác. Thì muốn mở cái vỏ này thì ở đây có hai cái khóa ở hai bên cạnh. Đây, khóa thứ nhất nằm ở bên trái, khóa thứ hai nằm ở bên phải. Các bác đẩy hai cái khóa này ra thì các bác nhấc được cái vỏ của nó lên. Thế thì đây, trên thân máy các bác nhìn thấy, thân máy là ghi là em Master nhá. Em Master các bác nhìn thấy này, Made in Japan Master 400 ngày, có hình vương miện. Đây là một trong những dòng máy, của Nhật mà 400 ngày, máy tốt nhất của Nhật. Làm dòng 400 ngày, không còn cái hãng nào mà tốt hơn cái Master được. Chữ Master cũng nghĩa là cái bậc thầy về máy cơ đấy. Những cái em Seiko hoặc những em Citizen về máy cơ thì không thể địch lại được với em Master này được về cái độ cơ khí chính xác, độ bền bỉ của máy. Thì em Master này đều vượt trội so với cả cái em Seiko với em Citizen. Đây, các bác nhìn cận cảnh mặt của em Master 400 ngày này, rất là đẹp. Số nổi mạ vàng nhé các bác nhé, tất cả những số nổi mạ vàng bằng đồng nhé các bác nhé, vỏ bên trong này là bằng đồng. Cái này thì các bác nhìn là rất giống cái bố cục của những cái em Asmus đồng hồ vĩnh cửu, rất giống luôn. Và những cái em Asmus vĩnh cửu ấy thì mặt trắng thì nhiều, chứ còn mặt màu này cũng rất là hiếm. Để co tuyệt đẹp, lắp lại cho các bác. Đấy, sau khi lắp khóa hai bên vào là xong. Đấy, trên đấy thì đã giới thiệu cho các bác em Master 400 ngày, rất là đẹp. Để co thì không chơi được vào đâu được. Các bác thấy video hữu ích thì các bác like, subscribe kênh để theo dõi các cái clip khác. Các bác muốn biết thêm thông tin thì mời các bác truy cập hangjaban.vn hoặc Facebook Sơn Gia Ban Hàng Nhật. Rất nhiều những sản phẩm khác mà các bác có thể tham khảo được. Cảm ơn các bác đã xem clip.